freidora. Mames, hướng dẫn các con sử dụng giọng nói trong nhà để nói chuyện với mọi người. Đây là cách mẹ làm mẫu. Bơ ơi. Dạ. Đấy, bơ trả lời mẹ bằng đúng giọng nói trong nhà vừa rồi. Bây giờ bơ gọi lại mẹ nào. Mẹ ơi. Đúng rồi, con sử dụng giọng nói này để nói chuyện với mẹ, con nhớ chưa? Con nhớ chưa? Nhớ. Trong nhà là những nơi như thế nào? Là những nơi có mái che. Còn ở ngoài sân, con có thể gọi to tên mẹ. Nhưng ở trong nhà thì chúng mình sẽ chỉ dùng giọng nói vừa phải đủ nghe để nói chuyện với mọi người. Bơ nhớ chưa? Bơ nhớ chưa? Bơ vâng à. Mẹ gọi bơ nè. Bơ ơi. Dạ. Bơ gọi lại mẹ nào. Mẹ ơi. Đúng rồi, từ bây giờ bơ dùng giọng nói này để nói chuyện với mẹ và mọi người trong nhà. Bơ nhớ chưa? Đúng rồi. Bơ ơi. Dạ. Bơ ơi. Dạ. Bơ ơi. Dạ. Rồi, bây giờ bơ gọi lại mẹ bằng giọng nói trong nhà nhé. Mẹ ơi. Mẹ dạ. Bơ gọi lại lần nữa nào. Mẹ ơi. Mẹ dạ. Từ bây giờ trở đi chúng mình sẽ dùng giọng nói trong nhà để nói chuyện với nhau, con đồng ý không? Đồng ý. Mẹ cũng đồng ý điều đấy. Bác đã biết cách sử dụng giọng nói trong nhà chưa? Đấy, chúng ta ơi. Nhá. Bác ơi. Ông dạ. Bác gọi lại mẹ nào. Mẹ ơi. Mẹ dạ. Chúng mình có con gọi to, thét to khi đứng ở trong nhà không? Không ạ. Rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đấy, con sử dụng giọng nói trong nhà như thế nhé. Vâng. Nào, sử dụng giọng nói trong nhà đến đây là kết thúc. Hôm nay mẹ sẽ có một hoạt động rất là thú vị dành cho bạn. Bạn bơ đấy. Bây giờ mẹ cần một cái thảm, bơ lên cái thảm giúp mẹ và bê giáo cụ nhé. Vâng. Rồi, nào trước khi đứng ra ngoài, bơ hãy đẩy ghế vào bên trong cho mẹ nhé. Nào, trước khi con rời khỏi vị trí, con hãy đẩy ghế vào bên trong nào. Đúng rồi. Rồi, em bơ đẩy ghế, chị Bắp đứng dậy nào. Nào, mẹ mời chị Bắp đứng dậy, chị Bắp đẩy ghế vào bên trong nào. Không, đây bây giờ chúng mình cùng hoạt động giáo cụ cùng với em để mẹ hướng dẫn các bạn nhé. Rồi, bơ trải thảm đi. Trải thảm. Trải thảm. Rồi. Bơ ơi, hôm nay mẹ có một quả trứng rất là to ở trên giá giáo cụ kia. Mẹ mời bơ bên nhé. Đây này bơ này. Đây. Ồ, bơ ôm quả trứng rất là to nè. Nào, mẹ mời bơ để đây. Ôi trời. Đổ ra ngoài mất rồi. Rồi, bây giờ bơ mở ra xem bên trong có cái gì nhé. Quả trứng có cái gì nhé. Bên trong quả trứng có một quả trứng nhỏ. Bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn bơ bóc vỏ trứng nhé. Bơ bóc vỏ trứng nhé. Bơ nhé. Nào, mẹ đặt phụ quả trứng nhỉ quá ăn nhé. Đúng rồi. Đây, bơ bóc vỏ trứng này. Đây, bơ bóc một số này mẹ hướng dẫn bơ nhé. Mình bóc vỏ nhé. Đó. Ô, sao cái quả trứng này nó lại bị dính thế này nhỉ? Hơi dính cũng được, không sao. Trứng mới, bà mới nhặt ở ổ trứng gà xong nên là nó bị dính các vỏ vỏ đấy. Sau khi con đây, con bóc đây này, con bóc con vỏ này ra này. Trời ơi, bơi. Rồi, con bóc vỏ đây. Và bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn chị bác hoạt động khác nhé. Đây mẹ hướng dẫn con hoạt động số. Sau đó con sẽ hoạt động tự do nhé. Mời con. Mời con. Hoạt động này nhé. Mời con nhé. Mẹ chào thảm. Chạy thảm á? Vâng. Ừ. Con thích hoạt động dưới thảm à? Ừ. Chúng mình hoạt động mỗi người một môi trường riêng thì chúng mình sẽ tập trung hơn đấy. Mẹ mời con ngồi bàn nhé. Ghế của con. Bàn tính. Bàn tính. Ôi, nặng quá. Hôm nay mẹ sẽ giới thiệu với con. À, đây. Con nhìn xem đây là que màu gì nhỉ? Que màu đỏ. Mẹ cho con một que màu đỏ nhé. Con có một que màu đỏ đúng không? Con có mấy que màu đỏ đấy? Một. Đúng rồi.
Mẹ cho con thêm một que màu xanh nữa. Con có mấy que? Hai. Đúng rồi. Cái này người ta gọi là phép cộng thêm con nhé. Khi mà con có một cái này, mẹ cho con thêm một cái thì gọi là phép cộng. Đây là dấu cộng con này. Dấu cộng. Dấu cộng. Con quan sát xem dấu cộng như thế nào nhỉ? Dấu cộng này. Một đường thẳng. À, đúng rồi đấy. Đây chính là dấu cộng đấy, đúng không? Đúng không? Rồi. Bây giờ mẹ mời con làm phép tính nhé. Đúng không? Đây con để lên đây. Con thử làm một phép tính này thôi nha. Lấy cho mẹ số 0. Số 0 là mấy que nhỉ? Mấy que tính nhỉ? 0 que. Rồi, 0 cộng. Số cộng đâu? Số cộng đâu? Rồi, con lấy cho mẹ số 2. Rồi. Con lấy cho mẹ hai que tính. Hai que tính. Rồi, con để dưới số 2 nhé. Rồi. Bằng mấy nhỉ con nhỉ? Nào con lấy số ở trên này nhé. Nào con làm phép tính này. 0 này, cộng với 2 này, kết quả bằng mấy đây? Kết quả bằng bớt đi một cái nữa là bằng 1. Đâu, cộng thêm mà con. Số 0 là không có gì này. Đúng cộng không? Thêm cộng thêm 2. Con đang không có gì cả. Mẹ cho con hai cái que tính thì hỏi con có mấy que? 2. Đúng rồi, bằng con 2. Lấy kết quả số 2 nào. Đây mẹ lấy giúp. Rồi. Đúng rồi. Bằng 2. Rồi, bây giờ mẹ mời con làm phép tính tiếp nhé. Nào mẹ mời con làm phép tính tiếp. À, rồi. Con xếp số vào khay đi. Đầu. Nào con lấy cho mẹ số 1 nào. Nào mời con lấy cho mẹ số 1 nào các bạn. Cậu mới mua
Mọi lời làm chị mất tập trung rồi đấy. Bây giờ không đúng chuẩn nữa rồi đấy. Nhìn đi, chị xếp lại đây là mình gọi lấy xuống rồi xếp lại. Anh chơi chơi mình anh đang tập đấy. Chưa ba. Bồ bồ. Chắc bồ. Rồi.
cũng giãn là sang 2021 mà. Sang 2021 đâu. Đây, có giãn vào trong này. Đây, bạn nhớ trong này. Anh ơi. Gấu con ơi đừng giận. Các bạn xếp đẩy đồ gỗ xếp hình của mình. Các bạn đẩy đồ gỗ xếp hình của mình. Các bạn cười nhạo mình. Mọi người không cho mình đi chơi, không phải lỗi tại mình nhé mà mẹ cứ trách mình. Đó, là con làm đi. Bố con ơi đừng giận. Đúng rồi, con làm việc của con đi. Rồi, đúng nè. Đố mình đến đây nè. Một mình một lát. Nhảy lên, nhảy như bạn gấu ấy. Yeah. Rồi, con hít vào thật sâu này, con hít giống mẹ này. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Chị bác làm xong chưa? Chị bác lại để nó phụ luôn không thế? Tại vì con cần lau chứ. Chú em từ
từ rừng xây, con sẽ từ ngôi từ rừng sâu. Con tìm bom con nó tên vòi theo đường ra. Con cầm bút cẩn thận mẹ xem nào. Chữ giờ đâu? Chữ giờ đâu con? Con gạch chân đi, con gạch chân cái chữ đấy. Đúng rồi, tiếp tục. Chữ giờ nữa đâu? Chữ giờ đâu? Con tìm nốt đi nào. Cùng chi con tìm nốt đi. Đúng rồi, nào, bây giờ cùng mẹ đánh vần nhá. Giờ. Giờ.
ung ung giờ ung dung dung á ngờ ăn giờ ăn dung răng rồi dung răng ngờ ung giờ ung dung dung răng e hỏi ẻ giờ e re hỏi rẻ rồi dung răng dung rẻ sắt nào đánh vần đã con sắt trẻ đi chơi để ngó nhà tự lạng lộng lạng mộ cho cháu về quê cho dê đi học cho tóc ở nhà á tờ ắc giờ ắc rắc sắc sắc chờ e tre hỏi trẻ n y đi ơ y ơi chờ ơi chơi con đi đọc vừa thấy e n n n n đen sắc đến ng o ngo ngã ngõ nhờ a nga huyền nhà chờ ơ y ơi chờ ơi chơi huyền trời a y ay l ay lay nặng lại ở u âu cờ âu câu nặng câu a y ay l ay lay nặng lại mờ ơ mơ nè mơ lại cậu lại mở lại cậu lại mơ cho cháu về quê cho đây chỉ có bốn khổ thôi chỉ có bốn dòng thôi con ạ bốn dòng thơ thôi dung răng dung đây là một chữ này chi này đây là một chữ này con cứ thấy các cách chống này là hết một chữ lại bắt đầu một chữ mới dung răng dung rẻ dung răng răng dung rẻ sắt chè đi chơi sắt chè bắt đi chơi bắt chè đi chơi đưa ngó nhà chờ lạc mơ thế con cất đi con cất sắt đi con cất đi ngủ à con cất đi ngủ mình ngủ nhé thôi bây giờ bơi này bơi bây giờ phụ bơi con lên con đã học xong đâu tụi con tô màu đã không tô màu cho nhanh ô tô màu đâu đây là cô chữ con bình tĩnh con bình tĩnh con bình đây, tĩnh đây tô màu lên à, đây rồi đây mẹ mời Quỳnh Chi ngồi xuống nè chỉ cho mẹ đây là chữ gì nè mẹ mời Quỳnh Chi ngồi xuống viền da rồi nhưng đây là chữ gì a rồi a đâu a a on on thờ on con g a ga huyền yeah. Rồi con nhà yeah. Ui nó con cũng đã mùi rồi thế à chúng mẹ bật quạt cho con ừ. Hay con muốn tô chữ nào con tô một trong số những chữ này con đọc cho mẹ chữ nào ơi, mẹ ơi. Ừ. Ở đâu chữ này à. Rồi tiếp nha à. Đúng rồi mẹ bơ à bơ cất thảm đi nha ơ cô rồi dê chữ gì nhở giờ đúng rồi đấy bây giờ con chọn một trong số những chữ ở đây con tô màu nhá tô màu xong thì con sẽ đi ngủ nhá con chọn chữ nào con tô cát hả con lại bóng hoặc cái gì mà để con tô màu như giống cái này này cái này này cái này này cái này này con chọn một này. Con chọn một trong số những chữ này để mai con tô tiếp đấy hôm nay con học chữ nào thì con tô chữ đấy con muốn học chữ nào con muốn tô chữ nào con muốn tô chữ nào con muốn tô hình nào thì con tô nhá hôm nay con học để con tô một chữ thôi con chọn đi đây. Em bơ muốn hoạt động nữa thì em bơ cây đậu phụ ra nhé. Con đọc cho mẹ chữ đó để đó nè. Đấy là chữ gì nhỉ? Chữ gì đây? Á. Chữ á, đúng rồi. Mẹ mời con tô chữ á nha. Đấy, con tô chữ á xong rồi sau đấy thì chúng mình sẽ ngủ. Không, tô cái này cơ, tô ví cơ. Con tô cả chữ á, đấy là cái cặp đấy. Dạ, tô cặp cơ. Con tô chữ á đi. Ba con muốn hoạt động không? Ừ. Con muốn tô màu, con muốn làm gì à? Hay là
con mình xây thành phố được không? Hai mẹ con mình cùng xây thành phố nhá. Thế con muốn làm gì không? Con cảnh bác các cô. À con xem chị bác học hả? Thế con có muốn hoạt động sâu vòng với mẹ không? Có. Đi, chúng mình đi sâu vòng nhé. Đi, con trải thảm ra, mẹ con mình sâu vòng nhé. Con trải thảm ra xong con bê hoạt động sâu vòng lại đây. Yeah. Ngồi đây cùng con nhé. Rồi. Hoạt động sâu vòng, con nhìn thấy hoạt động sâu vòng không? Đúng rồi, đó là hoạt động sâu vòng đấy. Hoạt động sâu vòng là của chị đấy bố chứ. Bố xin phép chị đâu. À chị ơi, chị cho em mượn để em sâu vòng nhé. Em sẽ làm vòng hai mẹ. Cả em với mẹ sẽ làm vòng và tặng chị. Nào. Rồi chúng mình bắt đầu sâu nhé. Ui con đây đổ vòng lắm, đổ hạt ấy. Sao lại để chân lên đây? Nào con bỏ chân ra để chúng mình cùng sâu nhé. Làm mẹ sâu hạt vòng con sâu nhé. Hai mẹ con mình sâu nhé. Đây đổ hạt ra đây để sâu cho dễ nhé. Con lấy cái que đi, con lấy que để sâu. Đổ mỗi loại một ít ra đây để sâu cho dễ. Rồi lấy cái dây đi, con lấy dây đi để sâu hạt nhé. Đây, đây rồi, đây mẹ lấy hạt vàng rồi, giờ con sâu đi. Được rồi, xong rồi, bây giờ con lấy hạt con sâu đi. Rồi. Đây, con đây, đây của con đây, mẹ con mình cùng sâu nhé. Hai mẹ con mình cùng sâu. Đây, con lấy cái này cho đẹp. Được, lấy cái này cho. Sâu nhé, cùng sâu nhé. Rồi, sâu vòng nha. Đây này. Được một hạt rồi đấy. Bước sâu đi, mẹ đợi bơ nhé. Bước sâu đi. Đó, được một hạt rồi. Bước kéo xuống nữa đi. Bước cầm lấy bước kéo xuống nữa. Kéo xuống. Rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp tục chúng mình lại sâu tiếp nhé. Một hạt trắng này. Bây giờ một hạt xanh này. Con sâu sâu đi. Hai mẹ con mình cùng sâu, mẹ sâu hạt xanh nhé. Nhìn nha. À, mẹ thấy cái cặp rồi. Đẹp quá. Cặp đẹp luôn. Con cầm lên trên cao này, con sâu vô dễ này. Con cầm lên trên này. Con cầm vào. Đó, con sâu vô dễ hơn. Đó, con cầm vô sâu nhé. Được chưa? Được chưa? Đó, xong con lại đổi tay con kéo xuống nào. Rồi, tiếp tục xong nè. Đầu tiên được hai hạt rồi. Bây giờ mình tua hạt màu vàng. À, mình sâu hạt màu vàng nhé. Đấy, mẹ con mình sâu được rồi đấy. Con vẽ mùa ở lưng là một đầu là hai. Mẹ bật quạt mát, ba mẹ con mình cùng mát. Nào, bây giờ lấy hạt màu vàng đấy. Đưa này. Đúng con. Hạt màu vàng đây. Của con đấy, con sâu tiếp này. Mẹ sâu nè. Mẹ sâu của mẹ, con sâu của con. Đây này. Cái của con đây. Nào hai mẹ con cùng sâu rồi. Con cầm mẹ. Con cầm mấy hạt của con. Ừ đúng rồi, con cho vào đi. Con cầm nguyên lên trên này thì tay mới lễ được. Con cầm một quả để con cho. Được rồi. Chị tu xong được tặng ngay rồi chưa? Con tặng ngay chị đừng lấy chát. Đây con phải cầm như trên này nhá thì mới vẽ được. Con xong cái này rồi. Con dê thôi. Con tô một cái nữa rồi. Tại vì có hai cái vòng mà. Con tô đi. Còn mấy giờ dê. Rồi? Ô 10 giờ rồi. 10 giờ chúng mình đi ngủ nhá. Kết thúc bài học rồi đi ngủ. Con xong con tô con dê rồi. Em vừa được chưa? Em vừa được hạt chưa? Em cầm mua lên trên này để luồn hạt cho dễ mà. Nhanh lên mẹ, nhanh lên. Nhanh hả? Ủa, còn hết sức lên.
là gì? Bờ ong bóng sắc bóng. À, bờ ong bóng sắc bóng. Bờ ong bóng sắc bóng. Có bóng màu vàng. Đi ngủ đi con, 10 giờ rồi đấy. Bóng của bác cát chú cầu thủ màu vàng. Bóng của các chú cầu thủ màu vàng. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Con để cho chị đi làm nhá, con để cho chị làm việc. Nào, hai mẹ con mình xuống đây. Chị tô xong chị lại tô bài nữa đấy. Đi dạo ở trong phòng nào, đi bộ nhẹ nhàng trong phòng nào. Quả bóng tròn tròn. Ôi trứng này, thôi thôi, quả này đã hoạt động xong rồi thì mới lại rộng nhé. Nào, nào đi bộ trong nhà nào, đi bộ nhẹ nhàng. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Thảm có chị tô hết cái này rồi nhá, thì phải hát bài sang một mình. À, mẹ có quyển sách này lâu lắm rồi chúng mình không đọc này. Ngồi đây chúng mình đọc sách nào. Rồi xong rồi, ra đi cho tôi đi làm mưa với, cho tôi thân đi làm mưa. Sở thú ơi, tớ viết thư xin sở thú một con thú cưng. Họ liền gửi đến một con voi. Con gì đấy? Con voi. Ôi con voi. Elephant. Cậu ấy quá to nên tớ gửi trả lại. Con ấy, con bạn này đó, con bạn này đó. Con ấy, frog. Frog. Con quên bạn này. Ơ, đây còn có bạn măng gì? Monkey, bạn ấy thích ăn quả gì đấy? Ăn quả chuối. Đúng rồi, thế đây là bạn gì đây nhỉ? Bạn này là bạn gì? Bạn gì mà tuổi trí ấy nhở? Bạn rắn. Bạn nhái. Snake. Không phải, bạn chăn. Thường ngày người ta có đây là bạn chăn. What animal? Chăn luôn. Dog. Yes, good job. Đâu có tên là bạn hết rồi. Chăn... À, con giở từ đầu nè, con xem từ đầu nhé. Con giở, con xong hết bóng bay rồi đấy. Thế à? Đến cái này rồi đấy. Nhiều chưa? Elephant. Đây, trang này. Mẹ con làm gì con làm cho đấy. Giraffe. Con vẫn còn làm. Xong, tô bài con cá. Long. Long. Con cá màu vàng thế mẹ, con cá màu vàng thế. Cứ làm việc đi, con tập trung vào, con nói to thế. Elephant. Elephant. Yes. Con voi. Con voi đi. I'm an elephant. Có hai cái nhà rất là to. Chú voi con ở bàn đôn, chưa có nhà nên còn trẻ con. Được già chú đến với ui nắng quá một xíu đó. Hàng ăn với lại hàng trời. Voi con ơi, voi hoàng ơi, mau lớn lên có đôi gà to. Ô, hoạt động với bút thì làm việc ở đâu nhỉ bác nhỉ? Bác ơi, mẹ mời con ngồi dậy, nếu không con không một tô nữa thì thôi. Nhá, hoạt động một tô cả cái bàn mà con. Con cho hẳn ra một con cá rồi. Con tô mấy cá rồi. Con gì đấy? Đây nó. Con sư tử. Con sư tử. Lion. Lion. Mẹ được đem sư tử nào. Ôi sợ. I'm scared, Sarah. Oh no! It's lion running. Con mở tiếp đi. Oh, what animal is it? Nó nè. It is a camel. Nó nè. Camel. Con lạc đà, tìm níu ở lưng này này. Lạc đà người ta thường sử dụng ở các vùng sa mạc đấy, để đi trên sa mạc cát đấy. Bạn ấy có cảm thấy đúng đấy. Mở cửa ra để xem bạn đây nào. Ô, bạn ấy có cái biếu ở lưng này con này, để đựng nước đấy. Đóng cửa bạn đi vào thôi. Tạm biệt bạn lạc đà nhé. Không, bạn ấy đi ra ngoài. Goodbye, camel, camel. Hello, hello, hello.
Viết đi rồi. Bạn khỉ. Bạn khỉ. Ngày mẹ hôm nào mẹ cho đây là đi. Bạn khỉ. Ngày mẹ hôm nào mẹ cho đi xem bạn khỉ nhá. Rồi, hôm nào mẹ cho đi vườn thú nhá. Sau đó mẹ nhá. Sau đó mẹ mua cho con một quả quả chuối nhá. Vâng. Con bảo chị ấy chỉ ra đây chị cho con ăn chuối này. Đấy, chuối ăn đi. Đúng rồi. Con chuối chị tôm mùng nhá. Bạn đấy bạn khỉ này là rất là tinh nghịch. Bạn bơ tuổi khỉ đấy. Bạn bơ cũng tinh nghịch y như bạn khỉ này. Thế ê, bạn khỉ ấy mà. Có yêu bạn bơ. Có à. Ông à, sao con lại mất sách thế? Con sách xong chưa? Của em. Sách là bạn mà, sao đấy, lại mất bạn đấy thế? Nào, con bế bạn đi. Con bế bạn đi nào. Đấy, đấy, đấy là bạn giống ơi. Của em ý. Bơ bạn này là bạn nào? Rất là kẹo ý. Con tô sách, con tô sách, con tô bài xong chưa? Cơm bà bạn khỉ như thế. Bạn em khỉ như thế. Ôi, bạn này bạn gì? Ai? Ai? Thế bạn này bạn gì nhỉ? Bố. Bạn ui. Dập dập. Đó. Đó. Em mời con cất sách đi nhé. Con có yêu rất tinh nghịch luôn. Yêu bạn cún này không? Đó. Cún ơi, chị yêu cún lắm. Chị chào cún nhé. Cún có cái đuôi ve vậy, ve vậy. Đó. Đúng rồi, mẹ mời. Đó. Đúng rồi, đây là con chó. Vâng. Con hay bà đây đi đi thôi. Ô, bài này học rồi hả mình nhỉ? Ô, bài này chưa học thôi, tô chữ thôi. Thôi con ơi, học thế thôi, mai học tiếp. 10 giờ rồi đấy. Em sách này ở đây. Cái này ở đây con ạ. Rồi. Con mới chữ một rồi bác ơi. Chị bác ơi. Ừ, chị bác ơi. Khăn thì chị bắt thẳng gốc, cẩn thận đi gà. Đó, rồi, chúng mình dùng bài học ở đây nhá. Vâng. Ngủ mình rồi. Mình muốn dùng bao nhiêu thì mình dùng. Tô màu. Thôi, chỗ kết thúc ở đâu? Mẹ bấm kết thúc nha.